Chào các bạn, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2019, shop xe đạp Hermes xin giới thiệu mẫu Zan F-Cab City 2019, giá xe là 7.750.000. Tại sao giá này lại thay đổi? Tại vì hãng Zan nó tăng xe lên, một con xe nó tăng lên tới 5% giá trị của xe, nên shop xe đạp cũng phải tăng theo, mà không phải shop nữa mà tất cả các shop khác đều tăng lên nha các bạn. Chứ thật sự đáng lý ngày lễ giỗ tổ hoặc ngày gì 30 tháng 4 một năm là giá xe giảm, thằng Zan để làm ngược đời nó lại tăng lên. Thì nó tăng lên thì mình cũng báo các bạn giá xe tăng lên. Thật sự mình đã báo hôm cách đây 10 ngày rồi, nhưng mà mình chưa có quay video clip về xe, mình chỉ báo qua mấy con xe khác thôi. Thì nay mình báo luôn con giá xe này là 7.750.000. Giá xe đã tăng lên nha các bạn, giá xe này đang tăng lên. Tất cả các xe Zan đều tăng lên 5% tới 6%, có con tăng tới 10% nha các bạn. Zan nó tăng giá lên nha các bạn. Giá Zan thì tăng lên rất nhiều. Như cái con Zan SCR1 2019 giá xe tăng lên là 17.850.000, gần 18 triệu. SCR2 là tăng lên tới 14-15 triệu. Nó tăng giá lên hết tất cả các xe luôn nha các bạn. Bởi vậy mình cũng không biết bán thì sao đó. Giờ xe nó cứ tăng giá dù. Đáng lý ngày lễ người ta giảm giá, cái này ngày lễ nó tăng giá. Thì bây giờ nó tăng thì mình phải tăng thôi, chứ giờ mình đâu có thể nào bán giá cũ được. Bán giá cũ thì mình lỗ. Thì con này nó tăng giá lên là 7.750.000 nha các bạn. Nếu mà so với mức giá mà ngay ngày đầu nó ra là 7.650, thì coi chuyến này nó lên 7.750. Nhưng mà các bạn tới nhà mình vẫn giảm giá cho các bạn nha. Zan F-Cab City 2019 giá tăng lên 7.750.000. Con này thì mình đã review ở các bài trước rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi. Về cấu hình thì nó không có thay đổi gì hết á. Nó là tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano Tony TX, dò dĩa Zan, lip là Shimano lip 7, bánh trước bánh sau là của Zan, vỏ là 700x32C, XS2. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay cận cảnh cho các bạn xem. Tay đề vẫn là Shimano 37, khung là khung nhôm, phụ nhôm, ghi đông bô tăng, cốt yên nhôm, sườn Zan. Con này nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện nha các bạn. Mã là F-Cab City 2019. Giá con xe này là 7.750.000 nha các bạn. Giá xe lên rất là đột biến nha các bạn. Mình không thể nào mình ngăn cản được hết á. Và mình sẽ cố gắng mình giảm cho các bạn, để cho các bạn mua được cái giá hợp lý. Chứ thật sự mình không có muốn tăng đâu. Tại mình tăng mình bán đâu có được. Đây nói thẳng luôn, tăng giá là bán ai mua. Nhưng mà hãng nó tăng lên thì mình phải tăng thôi, chứ giờ mình bán theo giá đó đâu có bán được nữa nha các bạn. Các bạn thông cảm mà Zan nó tăng giá nha. Clip sau là Shimano nè, cùi đĩa Shimano Tony TX nè, cùi đề Shimano Tony TX nè, size này size S nè. Zan là màu sắc là màu xanh dương xám nè, lại một con đen thui luôn đó. Thì con này có vè ba ga, thì nhiều bạn thắc mắc là cái ba ga này nè nó có cứng không, thì xin thưa cái ba ga này, như ba ga của người ta là có hai cái bát bắt đây, cái ba ga này ở dưới đây nè, nó chơi nguyên cây thép bự tàu bố luôn nè. Ở các bạn thấy cây thép không, này cái cây thép nè đó, nó bắt cây thép từ đây ở đây, nó chơi cây thép âm, cây thép âm bắt lên đây, nên cái ba ga rất chắc nha các bạn. Anh đi mà theo. Ngồi lên, ngồi lên ba ga đó. Ngồi lên ba ga này hả? Ừ. Đó anh Hiếu, anh này là anh 70 kg, cao 1 m. Mấy? 1 m 7 nha các bạn. Rồi anh Hiếu ngồi xe luôn cho các bạn coi. Ở chỗ mình là bán xe size người lớn nha, không bán size xe em bé nha các bạn. Xe là tất cả xe người lớn nha, không bán xe em bé, không bán xe trẻ em nha. Nên những bạn hỏi xe này 1 m 1 đi được không, thì thật sự nếu muốn đi phải nhảy lên thôi, chứ giờ mình cũng không biết sao. Lùn thì phải chơi, đã muốn chơi phải nhảy thôi, chứ giờ biết sao. Đó size 1 m 7 nha các bạn, ngồi yên chứ yên sao vô tư nha các bạn. Nhưng mà thật sự khuyến cáo của Zan thì nó chỉ cho cái yên sao chở được 25 kg, nhưng mà nếu mà ngồi lên bình thường 70 kg như anh này ngồi lên vẫn bình thường, nhưng mà mình khuyến cáo không nên chở nha, chỉ ngồi lên thôi. Ý là mình nói là chở hàng tối đa có thể hơn 35 kg nha các bạn. Rồi được rồi, anh hiểu rồi. Rồi xong rồi nha các bạn. Các bạn cần mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937 009995 hoặc 0984649676, hay tới địia chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Alo số điện thoại trên. Cảm ơn các bạn hai thân chào.